Tối ngày 10 tháng 5, đội tuyển bơi Việt Nam bước vào tranh tài ở nhiều nội dung chung kết. Mở đầu là hai kình ngư trẻ tuổi Phạm Thị Vân và Nguyễn Thúy Hiền tại cự ly 50m tự do nữ. Trước sức mạnh vượt trội của các đồng nghiệp bên phía Singapore và Thái Lan, hai cô gái của Việt Nam chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 6 và thứ 7. Tương tự, tại nội dung 50m bơi bướm dành cho nam, Nguyễn Hoàng Khang và Lương Jeremy Lois Nino cũng kết thúc lượt bơi của mình với thứ hạng ngoài top 3. Đáng tiếc nhất trong ngày thi đấu hôm nay là trường hợp của Trần Hương Nguyên tại cự ly 200m bơi ngửa nam. Dù về đích với thời gian ấn tượng hơn kỳ SEA Games trước, nhưng vận động viên 20 tuổi đành chấp nhận đứng thứ hai sau Kantemun Thonam của Thái Lan. Điểm sáng lớn nhất của tuyển bơi Việt Nam trong ngày 10 tháng 5 là Phạm Thanh Bảo. Chàng trai người Bến Tre đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở chung kết 200m bơi ếch nam, về đích với thành tích 2 phút 11 giây 45. Kình ngư 22 tuổi có lần thứ hai liên tiếp phá kỷ lục SEA Games. Trước đó 3 ngày, tại nội dung 100m bơi ếch nam, anh xác lập kỷ lục mới với thời gian 1 phút 0 giây 90. Cự ly 200 này là sở trường của em rất là lâu rồi. Em đã bỏ mất nó 2 kỳ rồi. Kỳ này là kỳ thứ 3 em rất là quyết tâm. 2 kỳ trước là em đều giành huy chương bạc mà kỳ nào em cũng phá kỷ lục hết. Nhưng mà em không có chịu cái kết như vậy. Em sẽ cố gắng để giữ cái cự ly này của em ạ. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em và theo dõi em từng ngày từng ngày. Tấm huy chương còn lại ở ngày thi đấu này đến từ cự ly 4x100m tự do tiếp sức nam, cự ly Jeremy Lois Nino, Ngô Đình Truyền, Hoàng Quý Phước và Trần Hưng Nguyên, về đích với thời gian 3 phút 31 giây 09 giành huy chương đồng.